Sắp tới là chúng ta có rất nhiều cái giải, có cái hệ thống giải đơn đấy đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ nói về một cái chiến thuật đánh đơn để cho anh em phục vụ anh em sắp tới đánh giải sắp tới, đúng không? Thì về cái nguyên lý của đánh đơn ấy, đơn giản thôi. Nó cứ nói chung là chúng ta mục tiêu số 1 nó vẫn phải bền bỉ, đúng không? Đối với tennis phong trào ấy. Còn đối với chuyên nghiệp thì tôi không nói nhé. Chuyên nghiệp thì chúng ta không bàn đến ở đây. Ta đối với tennis phong trào chúng ta ở đây thì nguyên lý của nó ở đây là bền, ăn nhau độ trì, tức là ai mà giữ bóng được lâu hơn thì người đó sẽ là người chiến thắng. Về nguyên lý nó là như thế, đúng không? Còn giữ như thế nào thì mỗi người mỗi kiểu. Có người thì giữ nhẹ, có người thì giữ mạnh, đúng không? Có người thì tính chất tấn công hơn nhiều, có người thì phòng ngự phản công. Đấy. Thì cái về cái nguyên lý trong đánh đơn này, ví dụ như ở trên sân này, chúng ta vẫn tuân theo các vùng chiến thuật thôi. Các vùng chiến thuật thì tôi cũng có bài viết ở trong group là sẽ chia ra làm 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Của vùng số 1 chúng ta sẽ là vùng gần lưới. Ở đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta sẽ phải thực hiện những cái quả dứt điểm. Vùng số 2 ở đây. Vùng số 3. Vùng số 4. Vùng số 5. Vùng số 5 là vùng cuối cùng ở dưới baseline này. Thì nguyên lý ở đây như sau. Ở trong đánh đơn đấy thì chúng ta muốn đánh bền bóng ấy, thì chúng ta phải di chuyển rất là nhiều. Chủ yếu là đánh đơn thì chủ yếu di chuyển ngang và thực hiện những cái đường bóng, là chúng ta sẽ thực hiện những đường bóng thẳng, bóng thẳng đi sâu là chủ yếu. Đấy, ngược lại trong đánh đôi nhé, trong đánh đôi thì chúng ta sẽ thực hiện nhiều những đường bóng chéo sân, chéo ngang ra ngoài mang. Đấy, trong đánh đôi là sẽ nhiều bóng chéo và ngắn. Chú ý nhá, đánh đơn là dài và sâu. Đấy, bóng thẳng và sâu, các bạn có thấy không, đúng không? Chúng ta sẽ chủ yếu đánh thẳng và sâu. Thì vấn đề đây là chúng ta là cái bộ footwork của chúng ta phải cực kỳ là tốt. Thứ hai là thể lực phải đảm bảo đủ để đeo được từ 5-6 cú bóng rally đổ lên, đúng không? Thì đấy là những người đánh đơn giỏi. Đấy. Thì ở đây là cái footwork nó rất là cực kỳ quan trọng, mà đa số là di chuyển ngang. Đấy, ví dụ như này, ra đây, đúng không? Sử dụng cái bộ open stand, bộ mở rất là nhiều. Ít khi mà người ta sẽ đưa cho mình một cái cú điểm vào trong này, chúng ta sẽ điểm lắm. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói về cái sử dụng các vùng này như thế nào, chúng ta sẽ ứng xử với nó như thế nào. Ở cái vùng cuối cùng này tôi sẽ nói về vùng phòng thủ, và sau đó áp dụng ngược lại đối với đối thủ mà ở vùng nào thì chúng ta lại phải đối xử ngược lại với đối thủ. Ví dụ khi đối phương này, chúng ta bị ép sâu, bóng sâu và chúng ta bị lùi ở dưới cái vùng phòng ngự này. Nhưng trước tôi nói đấy, chúng ta bây giờ là một người như kiểu như một thủ môn. Tôi so sánh với một bóng đá, khi đó chúng ta phải như một người thủ môn, bằng mọi cách là đừng để cho đối thủ nó ghi bàn, đúng không? Ở đây khu vực này chúng ta ép sâu quá là chúng ta chỉ có cứu bóng đấy, bằng cách là đánh top spin hoặc là lốp bóng hay là gì đó. Bằng mọi cách chúng ta phải đưa được bóng sang, không cho đối thủ ghi bàn. Rồi. Tiếp theo đến vùng tiếp theo, vùng 4. Vùng này là vùng giữ bóng. Chúng ta vùng này là vùng đánh bền, sử dụng rất nhiều ở cái vùng này. Bóng sẽ rơi ở trong cái khu vực này. Đấy. Chỉ là tính chất tương đối thôi nhá. Để hình dung cho anh em dễ hiểu thôi. Đấy, vùng này chúng ta bắt buộc chúng ta phải đánh bền, giữ bóng. Thì khi ở cái vùng này chúng ta như một người hậu vệ, như một cầu thủ hậu vệ, bằng một cách giữ để đối phương không được có điều kiện thuận lợi để chúng ta ghi bàn. Bắt buộc chúng ta phải giữ bóng, đẩy sâu và xa đối thủ. Đó. Đấy, anh em hiểu chưa? Vùng này là vùng cầm phòng ngự, cầm cự là vùng của hậu vệ, đúng không? Tiếp theo này, cái vùng này chúng ta sẽ giống như một cái vùng của tiền đạo, vùng 3 này, tức là vùng này sẽ là kiến tạo. Chúng ta sẽ phải đến đây, chúng ta sẽ phải mở góc. Chúng ta có thể đánh sâu, đánh chéo, nặng hay không nặng, top spin hay là không thì tùy chúng ta. Nhưng ở vùng này bắt buộc chúng ta phải kiến tạo, buộc phải đưa đối phương vào cái vùng là bị khó khăn. Đấy. Đối phương phải ép được vào đối phương, có thể là trái tùy, nhưng đa số là cả nước yêu trái, đúng không?
thì chúng ta chủ yếu là chúng ta sẽ phải đưa vào trái. Ví dụ sang bên này, dọc dây, ping, đúng không? Hoặc là sang bên này, nếu mà chúng ta trái yếu, chúng ta có thể lách ra inside out, đúng không? Né trái đánh phải, dồn vào đối phương vào bên backhand. Rồi, đấy, vùng này là vùng kiến tạo, là vị trí của người tiền vệ. Tiếp theo, vùng nữa, ở cái vùng này là vùng chúng ta bắt buộc chúng ta phải ghi bàn. Vùng này giống là vùng của tiền đạo, đúng không? Chúng ta sẽ phải ghi bàn. Nhiệm vụ của chúng ta trên này, chúng ta bắt buộc là chúng ta phải dứt điểm 50-50, chỗ này là penalty đấy. Bắt buộc phải dứt điểm bằng mọi cách, một là mình chết, hai là nó chết, là phải táng luôn, không yếu cái cả. Đấy, à, nhớ chưa? Mọi người nhớ chưa? Đấy, vùng này sẽ là phải vùng dứt điểm. Rồi, còn đến vùng số 1 ở trên này, tôi gọi là vùng số 1, vùng gần lưới nhất như này. Ở cái vùng này là nhiệm vụ chúng ta là gì? Vùng này chính là cái vùng là đá bồi đấy. Chúng ta nãy sút phát chưa chết, đến đây chúng ta thường ở đây nó sẽ là một quả vô lê dứt điểm. Đấy, gọi là đá bồi. Sút vào cái thủ môn để ra là chúng ta tiếp tục táng cho phát nữa, dí phát nữa chết toi, đúng không? Đấy, phải dứt lên. Đó đây là rút ống thở đấy. Như vậy là trên đây tôi mô phỏng cho anh em là dễ hình dung là đó này là cái chiến thuật để chúng ta đánh đơn, cho dễ hiểu chúng ta sẽ tuân theo là 5 vùng chiến thuật như này. Đấy, để anh em. Thì bây giờ này, như thế này là đối với chúng ta, nhưng bây giờ để đối xử với đối phương nó như thế nào thì lại hoàn toàn ngược lại. Ví dụ như đối phương đang đứng ở vùng 1 này, là vùng này người ta sẽ dứt điểm, thì chúng ta là bắt buộc phòng thủ thôi, lại phòng ngự thành một thủ môn, thế nào bằng mọi cách này, là đến đây hầu như là sẽ là xác suất là chết là còn rất là cao, đúng không? Thì chúng ta làm cố gắng thôi, cố gắng bằng mọi sức thôi, bỏ hết tất tần tật tất tay để mà làm sao mà đỡ được cái cú này. Rồi, đến vùng này là vùng người ta sẽ là cái vùng dứt điểm, đúng không? Thằng tiền đạo nó sẽ sút đấy, thì thủ môn mình bắt buộc là chúng ta phải bắt được cái quả bóng đấy, bắt làm sao cho nó đừng có mà để lỗi lọt tháng hay là để bóng nảy ra, đúng không? Đấy. Về chuyên môn bóng đá thì tôi không nắm rõ lắm, nhưng mà ví dụ như thế. Thì người ta vào vùng này, đối phương ở vùng này, thì chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải phòng ngự rồi, lại trở thành ngược lại là người hậu vệ. Đến vòng này người ta sẽ là vị trí kiến tạo, đúng không? Thì chúng ta phải cố gắng đừng để lộ ra sơ hở. Khi người ta kiến tạo thì chúng ta cố gắng di chuyển để chúng ta này phải trả lại cái đợt phản công này, tấn công này. Rồi, đến vùng này thì hai bên như nhau. Vùng này thì hai bên như nhau, không giết được đâu, có đừng sợ. Vùng này là hai bên bằng phân nhau, cái vùng cầm cự này. Đấy, hầu như là vùng này là vị trí nó đánh là rally, đấu bền. Đấu bền bóng thì hai bên cứ đấu đi đấu lại, bền xem thằng nào bền hơn thằng ăn. Thằng nào yếu quá thì đuối quá, một là hở ra, hai là tự tử, đúng không? Tự tử không đấu được thì yểu mạnh như chết sớm. Rồi khi phương thì ở cái vùng này thì khi đấy chúng ta lại thấy, có thấy không, chúng ta sẽ chuyển, có sự chuyển dịch này. Đấy, mình lên thì họ lùi này, xong rồi họ lên thì mình lại lùi, không là mình lại lùi về đây, mình lại trở về vị trí phòng ngự, đúng không? Đấy, đến cái vùng này là người ta đang tấn công, đúng không? Đấy, chúng ta cứ làm ngược lại thôi, rất đơn giản nhưng mà rất lại khó làm, đúng không? Về mặt lý thuyết thì rất là hợp lý. Rồi, vậy là đến đây là đúc chốt lại các mấu chốt của vấn đề đây, chiến thuật đánh đơn nó tôi tạo thành một cái công thức. Công thức này thì áp dụng chung cho tất cả mọi người chứ không thì riêng ai cả. Riêng ai thì phải lại tùy thuộc vào cái sở trường và sở đoản của từng người. Thì công thức chung của chúng ta về chiến thuật, mặt chiến thuật là gì? Chúng ta phải nắm được về cái 5 vùng, 5 cái vị trí đứng. Chúng ta khi chúng ta đứng ở chỗ nào thì chúng ta phải biết phải làm cái gì, đứng ở đâu và chúng ta phải làm gì. Và khi các bạn thuộc cái này thì các bạn anh em sẽ biết là mình có nên là dứt điểm hay là không. Nhiều khi cứ hỏi lung túng là quả này là nên giết hay là thôi. Đấy, cứ đơn giản thôi, chúng ta cứ đặt mình đi vào địa vị những cái vị trí như thế này là chúng ta sẽ biết phải làm gì. Cái lưu ý thứ hai đó là đánh đơn là chủ yếu đấu về độ bền, trì bóng. Đấy, ông nào mà cứ giữ được lâu hơn là ông đấy sẽ thắng, đúng không? Cứ giữ được lâu hơn thì chúng ta sẽ thắng. Đấy, đá hai là độ bền. Cái thứ ba nữa là chúng ta ở đây là chúng ta lưu ý này, chủ yếu chúng ta sẽ di chuyển ngang rất là nhiều, bởi vì chúng ta đấu bền mà, nguyên lý là đấu bền thì chúng ta sẽ phải di chuyển ngang nhiều, rất là nhiều, nên cái bộ footwork anh em lưu ý tập nhiều vào cái kỹ thuật đánh cái thế chân open stand. Đấy, thế chân open stand nhiều. Đấy, chúng ta đánh bộ mở nhiều thì khi cái đặc điểm của bộ mở là đánh tốt spin, rất là tốt. Top spin tức là bóng nó cuộn xoáy vào, cứ bóng xoáy là bóng bền, đúng không? Mình nguyên lý bóng xoáy bóng bền, nhưng mà nhược điểm của bóng xoáy nó lại bóng nó chậm.
Nên chúng ta phải phải hết sức chúng ta lựa, chứ đừng có lạm dụng quá, không đến lúc lại bảo đấy cái ông Trúc để ông bảo là thì chỉ đánh xoáy thôi, đánh top spin thôi. Đấy là không phải. Chúng ta biết ở vị trí nào chúng ta cần top spin, vị trí nào chúng ta cần vụt để mà dứt điểm flat. Rồi bây giờ mấy giờ nhỉ? Đấy, cũng sắp đến giờ rồi. Đấy, xem anh em nào mà thích luyện thì chúng ta chuẩn bị ra sân để mà luyện tập dần đi nhỉ. Còn 12 tháng 10 dự định là giải đơn 2.5. Đây là ở cái giải đơn này nó rất là sôi động, nó rất là đông đảo và trình độ nó cũng rất là khá là cân bằng nhau. Toàn 2.5 thôi. Thế là có anh em nào máu quá 2.25 thì nhảy vào thì chắc là cũng phải hết sức là cố gắng, đúng không? Nhưng mà thật sự vào trong giải đấu nó rất nhiều vấn đề, chứ không phải cứ đơn thuần là ở lúc đánh tập đánh hay mà vào chúng ta nó có đánh được giải đâu. Ở trong đánh giải đấy thì trong cái bộ công thức ấy, chiến thuật, kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý, thể lực đấy, thì khi đi đánh giải thì chúng ta lại tâm lý nó lại xếp lên hàng đầu, cái vấn đề tinh thần nó lại hàng đầu đấy, sau đó đến chiến thuật, sau đấy thần lực, lúc đấy đấy đã đi ra đánh giải rồi kỹ thuật vứt hết, không làm gì cả, vì kỹ thuật lại cất ở nhà đấy, nó là hoàn toàn. Còn lúc tập luyện thì lại là kỹ thuật tập hàng đầu, nên hàng đầu nó ngược nhau nhé, chứ không đừng có vác lại bảo tôi ở nhà tôi đua rầm ra đây sao đánh như hôm nọ vừa rồi đấy. Cái trường hợp của nhà vô địch đấy, của anh Thường đấy, đấu với lại Hợp Vũ Trì ấy, đúng không? Đấy, sẽ hiểu rất rõ tại sao mà đua hay như thế mà vẫn cứ thua rất là sâu. Rồi, cái đó là phải xem lại chiến thuật nhé, Hợp nhá. Rồi, vậy buổi phát sóng hôm nay tạm dừng ở đây, chia sẻ với anh em một chút như thế. Thì bây giờ đến giờ rồi, anh em mời anh em ra sân nhá. Xin chào.